lâm sàng không đánh giá thêm bài phụ gia trong giờ được. Tại vì của câu hỏi thì bài giảng lý thuyết. Bởi vì khi mà bệnh nhân, nhất là nước ta vô viện là bệnh nhân đã phụ to ra rồi. Và Việt Nam không hề thật, không có hệ thống bác sĩ gia đình để biết cân nặng và chiều cao của cháu khi chứ khi khỏe cùng tháng đó. Thế yêu cầu rồi mình tính ra được bệnh phụ gia, mình tính được không? Không được, chịu. Tiếp, công thức thứ hai. Đi vô những bài bữa lấy của nồi ra mà trả lời được. Công thức này hay được dùng. Đúng không? Lớn hơn 50mg mình cân nặng trong một ngày. Muốn tính được cái protein nhiều trong 24 giờ chúng ta phải có những chỉ số chi? Và chi nào? Thu thập cho được thể tích nước tiểu 24 giờ. Đúng không? Chúng ta phải có cân nặng của đứa trẻ. Thì cho là người ta đồng thuận cho cùng ngày đi. Và chúng ta sẽ xét nghiệm TPU nước tiểu của một mẫu ngẫu nhiên trong nước tiểu 24 giờ này. Có chi bất lợi của phương pháp đánh giá này trên lâm sàng. Nên bài giảng lý thuyết về trên lâm sàng nó đẻ ra hai bất lợi. Một là mất thời gian, phải 24 giờ sau mới chẩn đoán được bệnh. Hai là chi? Trẻ em thu thập nước tiểu 24 giờ một cách tương đối chính xác là nhiệm vụ khó khăn. Vì rất khó. Vì đại dòng, vì chúng tôi đại dòng. Nha. Không đái vô trong cái bình trí lấy nước tiểu, đi cầu cũng đái, đi tắm cũng tè, khác với người lớn người ta dặn sao là lấy được hết. Vậy cập nhật mới để đánh giá protein nhiều trong hội chứng thận hư trẻ em là áp dụng cái gì? Mình có viết trên bảng và vài được câu lý thuyết mình sẽ ra, mặc dù bài giảng đó chưa kịp chuyển sửa. Từ của hiệp hội KDIGO 2011, người ta đã đồng thuận giúp đánh giá hội chứng protein nhiều trong hội chứng thận hư dựa trên hệ số protein nhiều chia creatinine nhiều trong một mẫu nước tiểu, cùng một mẫu nước tiểu ngẫu nhiên là được. Mẫu này tốt nhất là vào buổi sáng, còn không là một mẫu nước tiểu ngẫu nhiên khi tới khám á, lấy một ống nghiệm đại một ống nghiệm thôi. Lấy xét nghiệm đồng thời protein nhiều với creatinine nhiều. Nếu chia ra cái hệ số này lớn hơn 200mg trên milimol, đó là ngang ngược protein nhiều tương tự 200mg trên. Được chưa? Đó là về đánh giá protein nhiều trong hội chứng thận hư. Vì slide này mù quả mề bàn thì cũng thấy chi hết. Như vậy là mình nhắc lại để đánh giá protein nhiều một cách, hai cách, ba cách. Và đều tương đương nhau. Được chưa? Làm sao chứng minh protein nhiều được chọn lọc? Vì gì ạ? Đâu có trên bảng người ta đánh giá giảm tiếp qua xét nghiệm albumin máu. Nếu albumin máu mà nhỏ hơn nhỏ hơn 25g trên lít cộng với một lượng protein nhiều khổng lồ như vậy, người ta quy ra mất albumin đó rồi. Được chưa? Thế đó chính là định nghĩa hội chứng thận hư trẻ em. Thì nó chẳng phải sống bằng định nghĩa. Có phù vào đấy không? Có thể có phù hoặc không. Thế bạn phải bạn hiểu chứ nè. Vậy giả sử câu trắc nghiệm, nếu cái dấu hiệu đặc trưng nhất của hội chứng thận hư là chứ? Là một điều chẳng lòng. Còn nếu tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng thận hư là chuyện khác. Nếu định nghĩa hội chứng thận hư, được chưa? Ví dụ câu hỏi ngoài trừ, ví dụ trên định nghĩa hội chứng thận hư người ta ngoài trừ đại máu chẳng hạn, ngoài trừ phu chẳng hạn, thì có thể là ngoài trừ người phu, có thể là kèm theo thọ, được chưa? Cả về mặt định nghĩa lý thuyết, là đây không phải về mặt lâm sàng, bởi vì khi lâm sàng thì bệnh nhân hội chứng thận hư vô viện khi chết thì phụ, đó là cái phân biệt giữa một bài giảng lý thuyết định nghĩa với một cái chẩn đoán lâm sàng là một dùng. Khi nào gọi là lui bệnh trên bảng, tại vì mù mình quá. Thì khi này cho phép dùng quét thống nước tiểu để phát hiện albumin nhiều là albutis âm tính hoặc dặn vết trong 3 ngày liên tiếp của một bệnh nhi hội chứng thận hư được điều trị, thì người ta kêu là bệnh nhân đi lui bệnh rồi. Bạn hiểu không? Người ta không đánh giá cái dấu hiệu phụ, người ta đánh giá trực tiếp vô protein nhiều.
và nhắc chỉ đến phun vân nhá. Mà có nhiều bạn cứ vô là phun tất nhiên trên lâm sàng là sẽ phun nhá, hoặc đôi khi còn phun lý do khác nữa này, chứ không phải phun thì người ta chưa có protein nhiều. Thế nào là nhạy cảm steroid hoặc đáp ứng steroid của nhân trên bàn, tức là bệnh nhân đạt được lui bệnh vân nêu trên nhờ một liều trình tấn công thì mình gọi là đáp ứng. Vậy phải xong hiện quả liều trình tổng công chúng ta mới rút ra kết luận và đáp ứng. Bệnh nhân đợi vô 7 ngày tới vậy em sẽ thể loại ra trên nhà đường là lắm lắm nữa, nhưng chưa đạt được bệnh, chưa đạt được nữa liều trình tổng công thì là già chưa có đáp ứng. Thế nào là đề kháng tổng công mạnh mẽ liều 2mg cân nặng một ngày liên tục từ 6 tuần thậm chí kéo đến 8 tuần mà không đạt được lùi bệnh như trên là đề kháng, đó là phương thức hay dùng nhất. Hoặc cách thứ hai hay dùng trong nghiên cứu tổng công 4 tuần cộng với 3 liều bolus methylprednisolone mà không đạt được lùi bệnh sau 6 tuần, đánh giá khoảng 6 tuần là đề kháng. Như vậy đề kháng 2 trường hợp được rồi này. Như vậy cả thuật ngữ này chúng ta sẽ thống nhất. Thế nào là một hồi chứng tân hư tái phát? Tái phát là sao? Thế nào là tái phát? Tái phát là đối nghiệp với chí. Cái chân này lo chụp mơ là lo năng chúng. Tái phát là chí là gửi email vô chuyện ba cái hết. Nó thật chứ. Tái phát là chí? Là không phải lần đầu nhá, là từng được chẩn đoán và điều trị lùi bệnh rồi. Và bây giờ xuất hiện chí? Xuất hiện protein nhiều đủ tiêu chuẩn ba cái khi hồi 1 và 3 là tái phát. Tái phát lắm phải lần đầu, được chứ? Rồi. Nếu tái phát này xảy ra trong quá trình đang điều trị hoặc mới ngưng thuốc dưới 14 ngày, người ta đánh giá như là thể phụ thuộc. Rồi, thuộc lòng rồi, tái phát thường xuyên tự động trên 2 lần 6 tháng, trên 4 lần 1 năm. Chứ đến không có cái chữ đi liên quan đến mô hình trẻ em, chứ có chứng minh sản. Mô hình bệnh cảnh hồi chứng tân hư trẻ em. Đừng có hỏa. Trẻ em khác người lớn, đồ ngược từ dưới lên trên. Hồi chứng tân hư biểu hiện sớm nhất là thể bẩm sinh, rất hiếm gặp, đề kháng tiên lượng xấu, đại đa số chết. Chữ đầu tiên đó CNF, cứ C là cái gì? Nếu mà phải chữ F phần đi, tức là người đi đã được làm phenotyp gen rồi, phát hiện là kiểu gen của người Phần Lan. Còn nếu chưa được làm gen thì người ta sẽ biết CNF. Vài gửi ông mẹ em định mèo cũng đưa cho hồi chứng tân hư bẩm sinh, được chưa? Hai là hồi chứng tân hư chị, đại đa số trong nhi khoa mà là chị 90% đi vào con đường bự này là hồi chứng tân hư tiên phạt học hết rồi mà, và được coi như là chí vô căn. Tiên phạt đồng nghĩa với vô căn. Trong vô căn này 85% là hồi chứng tân hư tổn thương màng đáy thôi, tối thiểu và cái từ viết tắt là chí này minimal thôi, change the protein spectrum này cho biết thôi, liên quan hồi chứng tân hư thuộc được cũng thuộc thôi, được chưa? Trên lâm sàng hồi chứng tân hư tối thiểu sẽ biểu hiện là hồi chứng tân hư chí đơn thuần là chỉ protein nhiều, tăng amu nhiều và phù thuần 85%. Mặc dù tiên phạt vô căn đó và bắt đầu cẩn thận, bởi vì 15% là xương, 10% là thể sơ hóa tiên phạt, 5% là thể tăng sinh mạng mà bồng sinh là vậy để bình thường tiến phát, thì trên lâm sàng sẽ thể hiện hồi chứng tân hư không đơn thuần ngay từ đầu. Mặc dù tiến phát tức là ngoài phù thì có thêm có thể đại máu đại thể là tăng huyết áp và suy thận, các bạn hiểu chưa? Chỗ đang đây thôi ý sáu vô mù mịt, mấy em bắt đầu hoảng loạn rồi. Ví dụ bình thường mạng chưa, bệnh thận tăng sinh mạng, được chưa? Nhóm tiên phạt, dù tiên phạt đó là đại bảo đại thể tuế từ đâu luôn, nó suy thận được. Tiếp,
hồi chỉnh thần hư thử phạt. Thử phạt có đơn thuần có tối thiểu không? Không. Thử phạt hay gặp nhất chính là bệnh hệ thống. Và bệnh hệ thống hay gặp nhất chính là bệnh hình. Cho nên đây có chữ để tắt của ớt. Sao rồi đó. Chưa? Và thử phạt sau nhiễm khuẩn, đặc biệt là sau nhiễm liên cầu, vẫn có thể xảy ra. Như vậy đó là chúng ta lần lượt giới thiệu ngắn ngắn gọn học tích cực rồi đó. Xong định nghĩa rồi, xong mô hình mình tập rồi. Bệnh đi hay gặp hay hiếm gặp? Hiếm gặp hơn nhiều so với suy giảm bẩm sinh. Suy giảm bẩm sinh hồi tần suất mấy? Có ai để ý không? Một cô lơ lơ đó, đúng không ạ? À, 1 đến 4 nghìn. Trong khi đó 100 nghìn người mới có 2 cháu hồi chứng thần hư bẩm sinh. Mà mẹ em đi bệnh phòng gặp hồi chứng thần hư chứ phải gặp suy giảm không? Không. Suy giảm là lạc trôi ở dưới cộng đồng á. Còn hồi chứng thần hư đi phù nữa phải không? Trôi nổi đến trong môi rồi đó. Đây là bệnh hiếm gặp, cực kỳ hiếm gặp. 100.000 trẻ chỉ có 2-5 trẻ thôi. Nha. Cơ chế sinh lý bệnh là mất ăn ngu minh trên bàn. Tuy nhiên vì mấy bạn chép xuống được cái đi phải không? Vài chữ cho mấy. Chạy thốt. Chạy thì thốt. Sinh lý bệnh rồi loạn điện tích âm thì đương nhiên rồi. Nhưng dừng lại với sinh lý bệnh thì có thể lừa ý sao? Chỉ đơn thuần về không đơn thuần. Chị cho hỏi với cái đặc điểm sinh lý bệnh trên bàn thì trong nước tiểu của hồi chứng thần hư đơn thuần có hồng cầu liều vi thể không? Bạn ngồi đâu cũng cần nghiên cứu đi bác không? Tụng lên kia để bớt nghe. Có không? Cơ chế đầu tiên là khoảng này độ tăng tĩnh thẩm mau quạt. Không cầu tưới đẹp nó mấy cái chuối ra. Có hồng cầu điều vi thể dù là hồi chứng thần hư đơn thuần. Phải nhắc lại cho mấy bạn biết chỗ này thôi. Tiếp cơ chế này. Bạn có biết nhưng trên bàn cơ chế đi giải thích vì sao hồi chứng thần hư vẫn phải ăn nhạt và kiểm soát nước. Bạn trai này đó, bạn nào tặng 1, 2, 3, 4, 5 đó em đó đó bạn đi bạn ngủ lưng đó đó được chưa. Với cơ chế đi giải thích cho mình vì sao trong bệnh nhân hồi chứng thần hư không liên quan đến thận mà phải ăn nhạt và kiểm soát nước. Đây là 77 mấy bạn đi thi lâm sàng đó nhá. Đó, bạn có giải thích cho máu đúng không? Vì 27 chuyến. Ngồi xuống. Giai đoạn phù to, phù nhiều, phù nặng. Thể tích máu để cầu thận giảm rất rõ rệt. Đúng không? Mức lọc cầu thận giảm sẽ kích hoạt bộ chức cành cầu thận đây này. Nằm ở hỏng lửa gân này. Đây. Kích thích RAA hoạt động. Được chưa? Tăng androsterol. Bạn có thể nhắc nữa. Giữ gì? Natri. Giữ nước làm nặng thêm phụ. Cho nên trong hồi chứng thần hư, đặc biệt phù to, phù toan, phù nặng, thể tích nước tiểu giảm, mình càng phải kiểm soát. Bởi vì đó là cơ chế phù gây phù để chúng ta cho bệnh nhân ăn mặn, chúng ta cho uống nước. Vì đang phải kiểm soát nước, cơ chế thứ hai. Và tăng androsterol này cũng có thể tăng trí huyết áp. Như vậy là hồ chứng thần hư đơn thuần có hồng cầu liều vi thể, có tăng huyết áp cho giữ muối, giữ nước mức độ nhẹ. Còn mấy em thì toàn nhập là hồ chứng thần hư không đơn thuần. 7. Phu to tướng vô niều, thiểu niều, chắc chắn huyết áp vọt đấy đó. Về kích hoạt RAA, đặc biệt là nhân ở nhà ăn uống bình thường ngâm nhạc nhạc là chí tăng huyết áp tạm thời, huyết áp nó sẽ giảm nhanh nhờ ăn nhạc nghỉ ngơi lời tiểu bạn hiểu. Bạn hiểu nè, tăng huyết áp cho giữ muối giữ nước chứ vì răng kiểm soát nước bên bạn đây mẹ ông lớn gần giảm thể tích lọc cầu thận sẽ làm cho nước tiểu chảy đến ống lớn xa cũng rất giảm, nó sẽ kích thích bộ phận nhận cảm của áp lực
tạm lời xa kích hoạt trí vùng dễ đời tăng tiền ADH và có hiện tượng giữ được bất thường. Cho nên đây là trong chăm sóc bệnh nhân bệnh thận lần sau, đoạn sau điều trị khỏi nói phải kiểm soát mùi nước, được chưa? Thôi phù nào cũng thôi tăng huyết áp thù nhiều thế đó, từ cơ chế đó. Còn vì đang phù không nói nữa rồi chưa tiếp đi học nhanh mà. Vậy chúng ta sau khi mũi tên đầu tiên bên đó là giảm mức lọc cầu thận đây nè, thì bạn hiểu cho vậy không? Ai biết tiếng Anh rồi? Đây, xong hết đoạn đi rồi, chưa? Chưa qua đoạn đi, mất protein điều, chưa? Giảm ăn uống minh máu, cho hỏi vì sao làm cho gan tăng sản xuất lipoprotein? Cái này nồi dài hay lắm nha, nồi là toàn thành thứ, vì sao là bạn mua biết? Vì sao tăng sản xuất lipoprotein của gan? Mất làm giảm chi, ảnh hưởng đến cái chi? Giảm keo là một chuyện, giảm chi nữa áp lực thẩm thấu, giảm áp lực thủy tinh, thay đổi nội mô, cho nên gan phải sống chết phải bù lại để giữ cân bằng nội mô cơ thể, đặc biệt là áp lực thẩm thấu, nó phải tăng sản xuất lipoprotein, gan để bù trừ lại, đúng không? Đây là hai cái đây này. Lipoprotein trong gan nó làm tăng lipid máu, nhờ ai đưa ra máu? Ai đưa lipid từ gan ra máu? Ai cộng lấy việc ra? HDL sinh lý bình thường thôi, cái ý tưởng một số người sẽ là kiến thức nha. Alpha 2 và beta tất cả là bệnh miễn dịch đang có chúng là lạ đấy mà. Mở đâu có chỗ bệnh chí rồi đó. Alpha 2 và beta globulin sẽ thô lấy việc ra, đúng không? Tăng lấy việc máu, tăng alpha 2 và beta globulin luôn. Tập theo dẫn về hiện tượng dẫn đến ghi răng đây. Bạn nhận trí VE tăng cực kỳ VE máu, đúng không? Máu lắng rất là dễ dàng, hồng cầu xịt lớp luôn, và đó là kích hoạt tăng đông vì nó hồng cầu dễ xịt chứ. Ba con chị liên quan chi để giữ nên là hồng cầu, em hồng cầu là một chút khi nhau là lặng xuống, vì tích điện đã dấu kéo nhau xuống, giống như con voi bệnh tuồng thò được cái tay mô thì kéo hồng cầu cuột xuống hết. Ngoài ra ăn bún minh máu giảm đấy, máu lỏng máu mạnh giảm đấy, hồng cầu cũng tạo điều kiện dễ lắng và kích hoạt tăng đông. Như vậy đó là toàn bộ, đây là một bệnh miễn dịch một số loạn chi thể dịch nghiêm trọng. Đó những cái vừa trình bày gọi là rối loạn thể dịch trong hội chứng thận hư, giảm protein máu này, giảm ăn uống minh máu này, tăng lipid máu này, tăng VE máu, những cái đó gọi là rối loạn chi thể dịch. Nó mới bạn cứ đi EA tóm tắt rối loạn thể dịch đó. Xong lâm sàng là ai chẩn đoán được không? Gì rồi lâm sàng của hội chứng thận hư, đặc biệt giai đoạn toàn phát, phù nặng, phù to, phù nhiều, phù đa màng sẽ luôn luôn có triệu chứng đau bụng. Vì sao? Mình nhớ ông bụng nhiều lắm, ông nhiều lắm, hoảng thế nên đang phù tiến triển sáng, phù vừa vừa chiều nên là phù nặng thêm nữa rồi. Đau bụng, người ta đi lâm sàng này ông mình lá đau bụng có thể là triệu chứng của hội chứng thận hư trong trường hợp này. Phù nhanh, phù đột ngột, phù toàn, phù đa màng, và nó sẽ chèn ép nhanh chóng lên chiếc lá thành lá tàn, thì dịch tự do ao ao trong khoang rộng tầm bụng á chèn ép lên chiếc cơ quan mặt nội, hay nên là công nhận mặt nội của người là cơ quan nội tàng, kích thích vô đạn nội dương, nó bụng được đau, đó là triệu chứng. Không có điểm đau khư trú rõ ràng, bụng mềm hoàn toàn. Nhưng nếu cái đau bụng đó mà kèm với phản ứng thành bụng
gọi là phản ứng dưới tay mình chống ngược lên, thì đó là bệnh cảnh, bệnh kèm viêm xin lỗi biến chứng viêm phúc mạc tiên phát ở bệnh nhân hội chứng tâm hư cho vi khuẩn, cho gram âm hoặc cho phế cầu. Nếu mà bệnh nhân là có hiện tượng đau khư trú, đau dữ dội, tăng đông dữ, rối loạn nữa thì coi chừng là tắc mạch mạc treo. Như vậy cái đau bụng trong hội chứng tâm hư là một cái bệnh lâm sàng, có thể là triệu chứng, có thể là biến chứng, có thể là một bệnh kèm. Ví dụ bệnh nhân hội chứng tâm hư mà ăn uống không cẩn thận, đặc biệt là ăn vì nó phù toàn bộ nhưng mà bộ ruột và gia đình vô viện thì không có cái phòng dưỡng một chút dinh dưỡng, họ tự đi mua thực phẩm về ngoài chợ ngoài đường cho con này ăn, đứa bình thường ăn không sao hết, nhưng đứa hội chứng tâm hư nó phù nề toàn bộ cái mặt ruột, cho nên chỉ cần là nó không tiêu được thôi, chỉ trên là nôn mửa, dưới là tiêu chảy và giờ nó bùng đau, là bệnh cảnh viêm dạ dày ruột cấp do nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm. Chúng ta rất hay gặp cá nó trên lâm sàng, hỏi ra tên vị trí cho ăn đồ mua đồ ngoài chợ đó, vậy là hoặc là triệu chứng hoặc biến chứng hoặc bệnh kèm. Như vậy đau bụng trong hội chứng tâm hư là bệnh lâm sàng tiếp theo nhá. Có thể anh chị sẽ mau quên nhưng vài bữa mở sách ra là nhớ là nói rồi. Còn bối cảnh hoặc hội chứng tâm hư không đơn thuần thì ngoài bệnh cảnh thần hư như chúng ta trình bày đó, thì bệnh nhân sẽ có ít nhất một triệu chứng của tiểu máu từ đầu, mà thường tiểu máu đại thể, của suy thận, của tăng huyết áp, vậy có một trong ba hoặc là điển hình của thần viêm. Thì ví dụ một cái bạn cái tổng kết cho các anh chị hội chứng thần hư tiên phát, mà nếu thể tổn thương tối thiểu thì chỉ phù thôi và rồi là lipid, nhưng thể sơ hóa là đại máu, thể cầu thận màng là đại máu, thể viêm cầu thận màng tiên phát là tăng huyết áp là đại máu. Nhưng vậy đây là bệnh cảnh của một hội chứng thần hư không đơn thuần, đơn thuần là trên chỗ đến tối thiểu đấy thôi nhá. Tiếp là bức tranh của hội chứng thần hư thứ phát. Bởi vì thỉnh thoảng cái khoa có vài bạn học bạn đi khoa Pháp thì bị sang học đi lui đi tới là hay bắt việc đó, cho họ tôi đi bên đợi cả chứng chỉ nhi khoa, chứng chỉ nhi khoa 3 tháng tôi nhỏ cá thần hư mua hết sau đây ba nhiêu vậy. Hôm qua một lô mà ra viện lên cho anh ấy vô nhưng lại đồ nó đó, mày về đọc đi xem mai này lên trả lời được liền. Thì theo cả anh chị vì sao mà cái câu nhận xét người ta đó, vì sao lại hội chứng thần hư ở Việt Nam là hay gặp hơn rồi so với cả nước? Năm nhỏ một biển dịch họ như mình viết lên hay nó ung thư thì chắc mình nghĩ hơn họ, nhưng mà đây này hầu nhiễm khuẩn, đặc biệt là viêm gan B, đặc biệt là nhiễm virus toxocyto, chúng ta không xác định được HIV sốt rét. Như vậy mình có một cái mạng rất là nghi ngờ hội chứng thần hư thứ phát sau nhiễm khuẩn. Theo các nghiên cứu gần đây thể hiện là viêm gan, đổ viêm gan B, viêm gan C đấy, và chỉ dị ứng bởi côn trùng, bởi rắn cắn, một vài con ong nghề mà là đổ một vài tháng trước gia đình để ý thì phải hỏi cho cẩn thận thế. Có nhớ ra là có bị chạy chơi thì ông đốt nó trôi qua luôn, vài tháng sau bộc lộ ra bệnh thì có thể đó là hội chứng thần hư thứ phát. Nhưng mà nếu đó bức tranh thứ phát rất là nặng nề, từ miễn dịch thì ung thư, từ nhiễm độc đến dị ứng nhiễm khuẩn chuyển hóa vân vân. Mà cần lâm sàng này thì khi hơi cần lâm sàng thì cô nói rồi, bỏ qua để nghe nha, về tập nói rồi, chẩn đoán dễ không, tiêu chuẩn khi hơi nói rồi. Và dù là thần hư trẻ em nhưng mà vẫn có một xét nghiệm sinh thiết thì sau biến quá thôi, trong trường hợp không đáp ứng điều trị mà có một trong các triệu chứng cho đọc hai trong triệu chứng là của thần hư nên thần hư đơn thuần hay không đơn thuần, như các bạn gặp cái chỉ điểm về sinh thiết đó không đơn thuần nha. Đại máu đại thể dai dẳng này, suy thận này, C3 dạng và đang viêm này, tăng huyết áp này nhá. Còn đây là những cái này như mấy bạn biết thấy rồi phải không? Đây là mô hình của một cầu thận cắt ngang, có ai không biết không? Đây là mao mạch này, trong này có hồng cầu này, ở giữa là mạc đáy và ngoài là các khe của tế bào có chân tạo ra này. Và khi thể tổn thương tối thiểu nhất, tức là tổn thương ở lớp tế bào có chân nó bị mất hết toàn bộ các chân đó, nó dẹp mỏng ra, nó rối loạn đến tức đây, ai hiểu rồi. Thể sơ hóa và thể tăng sinh mang nên bằng đại cầu thận sẽ dày cồn lên gấp 4-5 lần. Thì đó là những cái cần trường hợp phải sinh thiết cái tình tổn thương. À qua điều trị dễ không?
đây là bệnh không có khái niệm lành bệnh, bệnh mãn tính, bệnh chỉ trí, lùi bệnh và tái phát mà thôi, rất khó. Khi mô được coi như là một bệnh nhân mô chứng tâm thư mà nói với gia đình là có thể là cháu lành bệnh đấy rồi. Bạn có biết không? Khi chị bị một lần duy nhất, 3 năm sau không thể nhúc nhích bị lại. À, chắc bị lần này lành rồi. Hoặc là 5 năm trời protein điều âm tính. À, để nó chắc lành. Nhưng người ta nói 5-10 tạm phạm. Tức là bệnh cũng có khả niệm lành bệnh. Được chứ? Vậy điều trị gì? Thì khi hồi phải nói cái slide khi hồi á, hạn chế nước khi phù nằm, thì bạn hiểu rồi phải không? Mà bệt quá 10 thì rồi, thì không hiểu thì đừng bị coi lại. Hạn chế muối vừa phải, hạn chế muối tương đối, giàu đạm trong 90% so với nhu cầu bình thường. Được rồi, đó là những điểm đặc biệt trong dinh dưỡng. Điều trị triệu chứng đầu tiên chính là triệu chứng phù. Khi nào chúng ta quyết định điều trị triệu chứng này? Thì phù to, phù toàn, phù đa màn. Phù mà làm cho bệnh nhân vô với tình trạng sốc giảm thể tích tuần hoàn do suy thận cấp trước thận. Vì sao? Dịch ra ngoài bao hết, thể tích nội bao giảm rõ. Thì khi đó điều trị gì? Anh chị thấy trên lâm sàng này. Phù to, phù toàn, phù đa màn, mạch nhanh, refill lớn hơn 3 giây, đau bụng dữ dội, hạ huyết áp, sốc, sốc giảm thể tích. Nhá, chảy dịch tự do, dịch đặc trường. Dịch đi chảy vô theo cả anh chị nằm trong lòng mạch không? Sẽ bay ra ngoài. Nha. Cho nên để hạn chế ra ngoài tối đa nhất thì người ta hai tay. Một tay là dịch đặc trường. Finger lắc tắc nha. Một tay kia là albumin uống trường thì 20%. Để làm chi mà chuyên xong đôi thì này. Albumin làm chi? À, tăng nặng được keo khẩn cấp để kéo cái dịch này và mỗi bạn giữ nó lại chắc chứ cho nó thoát ra chứ. Và khi truyền xong 2 giờ albumin 20% mà liều 1g là hoặc plasma đến 20mg cân nặng thì không những dịch đang truyền mà dịch đang phù ở ngoài bào chảy vô trí nội bào và sẽ gây hiện tượng chi tăng cấp ứng thể tích cực tuần hoàn. Nguy cơ chi? Phù phổi quá giỏi, thì chưa điều trị chứ chứ? Lợi tiểu. Vậy là bước 3. Lợi tiểu để đái ra ngoài là con đường thoát dịch nhá. Điều trị triệu chứng phù, lợi tiểu. Lợi tiểu này có kinh nghiệm mà cho nửa điều trị truyền dịch thì bắt đầu truyền lợi tiểu rồi. Dịch bắt đầu vô hoặc là kết thúc để người ta cho tĩnh mạch. Được chưa? Mai lại hết phù không? Phù lại. Nhưng vấn đề là tuy nhiên mức độ phù ngày mai thuyên giảm hơn lần này. Đó là mục đích điều trị triệu chứng cho nó thoát khỏi sốc giảm thể tích do phù nặng và giảm mức độ phù thôi, chứ không phải hết phù để chỉ là điều trị triệu chứng. Được chưa? Và có quyền chọn dịch lưu măng phổi trong trường hợp bệnh nhân chèn ép khó thở nặng quá thảo dịch luôn. Mặc dù biết rằng hết thảo là dịch là tràn vô măng phổi, nhưng chắc chắn với cái điều trị tích cực nó hẳn keo thì mức độ tràn mới sẽ ít hơn tràn ban đầu. Điều trị triệu chứng thứ nhất. Điều trị triệu chứng thứ hai là tăng huyết áp. Phù to, phù toàn, phù đa màng tăng vọt huyết áp, chứ đừng có nói là không tăng. Bệnh nhân ở nhà ăn mặn nửa thì có quyền dùng cả nifedipine cộng với bất chế máy chuyển đang điều trị triệu chứng nha. Điều trị thứ ba là điều trị tăng lipid máu, là cái hậu quả rối loạn chi thể dịch nghiêm trọng đó để tăng đông thì trong nhi khoa không có chỉ định. Bởi vì statin nó không chỉ định cho trẻ em dưới 8 tuổi và các nghiên cứu trên lâm sàng chứng minh rằng sau giai đoạn tấn công mà khi protein điều âm tính nhi khoa thì lipid máu nó cũng về bình thường, cho nên các guideline là chỉ xảy ra chỉ dành cho nhóm kháng thuốc mà tăng lipid nặng thì ít gặp. Tiếp bổ sung vitamin D3 và canxi như là coi xương nặng. Vì sao? Vì chúng ta sẽ áp dụng cái thuốc độc bảng B là prednisolone có tác dụng hủy xương. Với bệnh nhân nhỏ tuổi thì 2 tuổi người ta sàng lọc cái thử bí suy giảm cho hội chứng tâm thư không, người ta phải bù liền bởi vì khi hồi đó giảm tạo về nặng.
điều trị các bệnh biến chứng nhiễm trùng rất đặc biệt nghiêm trọng ở bệnh nhân hội chứng thận hư, nhất là khi đã tiến hành điều trị prednisolone. Bởi vì liệu pháp này từ 2 tuần trở lên thì hệ miễn dịch đứa trẻ đã bị ức chế rồi, như vậy lao tiềm ẩn sẽ bộc lộ ra, dễ mắc bệnh thủy đậu. Nhưng trung ương nó có dịch thủy đậu và bệnh nhân hội chứng thận hư nó nằm ở lâu trên mà để lây cỏ bệnh ca thủy đậu vô trên lâu phật tán hết thì nó giảm sức miễn dịch nhá. Chứ mình điều trị đặc hiệu thuộc đầu tay và trong mọi trường hợp bạn mong biết phải không, prednisolone. Điều trị prednisolone liều đầu tiên là liều trình tổng cộng, liều rất là cao. Khi điều trị thuốc này chú ý gì? Thì đây là thuốc đóng chí. Chí đấy. Mặt trời. Mặt trăng, phải không? Cortisol tiết nhịp tiết ngày đêm sinh học. Trên bảng á, chúng ta sẽ tổng cộng vào liều prednisolone đến 20mg mà liều tối đa đến 12 viên cho một đứa trẻ đến 8 tuần. Chúng ta phải tôn trọng tự nhiên là nhịp sinh học này bằng cách điều trị như thế nào. Ai biết là cái kiến thức dược dày đâu. Đấy, em trai như 1, 2, 3 nào. Uống vào thời điểm nào? Đúng rồi, tốt nhất là 8 giờ, mắc chí phải định lượng giờ hết. Sáng, 8 giờ là phải có điều gì để phòng thuốc đó. Sáng ngủ dậy ăn bữa ăn sáng no, sau ăn no. Có 8 giờ là vì bà nói bệnh nhân mình có nhiều khi ra ngồi thổ, tối còn ngủ thiếu. Cô ơi, chưa đến 8 giờ, và sau này ăn sáng nha, ăn tới khi 6 giờ, răng chưa uống thuốc, giờ bạc dành 8 giờ, gọi máy móc chứ. Nhân anh chị uống 3 ngủ sau, 12 giờ người có cái chỗ lên cao nhất, lý tưởng nhất là uống như vậy. Được chưa? Uống buổi sáng, sớm ngủ dậy, ăn no xong rồi uống, đến buổi trưa thuốc hấp thu tối đa nhất, chiều bắt đầu thuốc giảm nhá. Trong nhi khoa uống được như vậy không? Bất lợi thì lâm sàng, để em đi học y bổn đó. Con định ăn no được không? Nhất là vì bệnh thần phu to, được không? Ngồi lơ rồi. Được cùng lắm 3 muỗng sữa. Mẹ em làm được 2 muỗng cháo. Cho vô một bùng prednisolone được không? À, trước khi bệnh lành thì nó có thể bị thủng chí, dạ dày, xuất huyết tiêu hóa. Vậy thì chúng ta buộc phải làm chí. Chí 2. Chia như thế nào? Sáng chia nhiều hay chia ít? Nhiều. À giỏi, là sáng này 2/3 tổng liều. Chiều 1/3 tổng liều.